Đức Thế Tôn hiệu Sugato, bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh bất diệt đại Niết Bàn, Lokavidu, thế gian giải. Đức Thế Tôn hiệu Lokavidu, bởi Ngài đã thông suốt tam giới, Anuttaro, vô thượng sĩ. Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi Ngài có đức hạnh không ai bì, Burisadhammasarati, điều ngự trượng phu. Đức Thế Tôn hiệu Burisadhammasarati, bởi Ngài là đấng tế độ, những người hữu duyên nên tế độ. Sattadevamanusanang, thiên nhân sư. Đức Thế Tôn hiệu Sattadevamanusanang, bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Buddho, Phật. Đức Thế Tôn hiệu Buddho, bởi Ngài giác ngộ lý tư diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Phagawati, Thế Tôn. Đức Thế Tôn hiệu Phagawa, bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Nati me saranang anyang buddho me saranang warang ete na saccha vacche na hotu me chajamangalang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Soạn Kha Tô Phagavata, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thẩm mô là pháp thanh có chín hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sáng điệt tí cô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiên tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác. Nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehipasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Obanaziko là pháp của chư thánh đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. Bách chát tăng quê đi táp bồ huynh nhu hi ti là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng tri được biết, được thấy tự nơi tâm. Na ti me saranang anh nhang thăm mô me saranang qua rằng e te na sách cha vách chê na hồ tu me cha ra măng gà lăng. Chẳng có chi đang cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quy bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, ý như lời chân thật này. Suppatibanno Phagavato Savaka Sangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo chánh pháp. Uchupatibanno Phagavato Savaka Sangho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn đi theo thánh pháp. Nyajapatibanno Phagavato Savaka Sangho,
tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu hành để giác ngộ Niết Bàn là nơi an lạc, dứt khỏi các sự thống khổ. Sami chi bati ban no phagawato sa waka sang kho. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Giá di đăng chát ta riburi sa yuga ni. Tăng nếu đêm đôi thì có bốn bậc. Tăng đạo cùng quả tu đa huân. Tăng đã đắc đạo cùng quả tư đa hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Attha burisa buggala. Tăng nếu đêm chiếc thì có tam bậc. Tăng đã đắc đạo tu đà huân. Tăng đã đắc quả tu đà huân. Tăng đã đắc đạo tư đà hàm. Tăng đã đắc quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo a na hàm. Tăng đã đắc quả a na hàm. Tăng đã đắc đạo a la hán. Tăng đã đắc quả a la hán. E sa pha ga wa to sa wa ca sang kho. Chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A hu nay yo, các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Pa hu nay yo, các ngài đáng thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đắc khi này vô, các ngài đáng thọ lãnh của tinh thi tinh ly nhân quả đem đến dâng cúng. Anh chali karani vô, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang bunyakhetanglokasati. Các ngài là phước điển của chúng sanh không đâu bị kịp. Nati me saranang anyang sangkho me saranang warang ete na saccha vacche na hotu me cha jamangalang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Vanda mi chê ti giang sắp bằng sắp bát tha ni su ba ti ti tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bút tha ru bằng sa ca lăng sa đa. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xa lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sư già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả bao phần mình kiết tường. Sắp bê sát ta a quê ra hồn, tu su khi ta hồn, tu nít đúc khà hồn, tu áp gia bách cha hồn, tu a ni khà hồn, tu đi khà du ca hồn, tu a rô ga hồn, tu sam ba ti hi sa mi chan, tu su khi át ta năng, ba ri ha răng, tu đúc khà pa ta cha nít đúc khà, pha ya pa ta cha ni pha ya so ka pa
ta cha ni so ca hôn tu sa bê bi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Bây giờ là thời điểm thích hợp để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con xin thay mặt đạo tràng đọc tác bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới. U ca sa ma yang phành tê quy sung quy sung rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dâm bi ma dâng phành tê quy sùng quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dham bi ma yang phành tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó, Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó, Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bụt thằng sa ra nang gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham măng sa ra nang gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sáng khang sa ra nang gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dham bi Bụt thằng sa ra nang gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dham bi tham măng sa ra nang gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu ti dham bi sang khang sa ra nang gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dham bi bút thằng sa ra nang gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dham bi tham măng sa ra nang gạch cha mi.
con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba. Tati yam bhik sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Panati bata veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumik cha cha ra we ramani sikha badang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mosa wada we ramani sikha badang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raja mek chappa madathana veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Uta mang ghe na quan đề hằng ba đa bằng sông và ruột ta mang bút thề vô khá lý tổ đồ sô bút thô khá mà tu tăng mà mang. Uta mang ghe na quan đề hằng tham mạnh cha đu viết hàng quá răng tham mê vô khá lý tổ đồ sô tham mô kha ma tu tăng ma măng. Uttamang ghe na quan đề hằng sang khanh cha đu biết hô ta măng sang khê vô khá lý tổ đồ sô sang khô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Răng kinh chi cu sa la cam mang cát táp bằng ki ri yang ma ma ca ye na wa cha mana sa ti da se su ga tang ca tang ye sa ta sanh ni no a thi ye cha sa ta a
sanh ni nô ca tăng bồn nha pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha quan tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng bồn nha pha lăng ma gia dê cha ta tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng sắp bê lô cam hi dê sát ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nôn nhang phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạnh trường. Xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nồ nhà tì nằng hồn, tu su khi tà hồn, tu nhà ta dồ. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng tôi, cầu mong họ hoan hỷ, được an lạc lâu dài. Y đằng qua ta nồ buồn nhằng à sa quắc, ta già quá hàng hồn túc. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, hôm nay chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến tất cả chư thiên, tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, nhất là chư thiên hộ trì mỗi người trong lớp học, chư thiên trong ngôi chùa Ngọc Đạt, chư thiên trong các nhà Phật tử, trong lớp học, chư thiên trên mặt đất, chư thiên ở cội cây, chư thiên trên hư không, xin các ngài hoan hỷ thọ nhận. Và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài hộ trì cho chánh pháp được tồn tại lâu dài. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới và hồi hướng phước báu đã hoàn tất. Dạ, còn 2 phút nữa. Dạ, em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị Nhật Huỳnh tiếp tục chương trình nha chị. Dạ, em kính cảm ơn chị, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, em xin xuống mic ạ, em giao mic lại ra cho chị Nhật Huỳnh ạ. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Sa ra dạ. Con thành kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Và cảm ơn Thanh Quang Thiện Vũ là Chi Mát Ta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và cảm ơn Hậu Chùa Phước Quang cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Thọ Pháp Thanh cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình mến chào Kim Nhung, kính chào Hiển Mộng, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Trăng Thư, kính chào Chi Mát Ta, kính chào Sích Hành Kiểm, mến chào Thi Lâm, mến chào Sích Thiên Vũ, mến chào Như Quang, mến chào Sích Hồng Mai, mến chào Sích Thanh Hoàng, kính chào Karuna, mến chào Hậu Chùa Phước Quang, mến chào Vĩnh Giang Nhật Hà. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, Nhật Bình kính chào đạo tràng, Sa Thủ Lành Thai kính cảm ơn Sích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quý giới. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng nhớ Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Thanh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Là bài chương 1 Tương Ưng Kinh, phẩm 6, phẩm già, bài 4 cơ sở. Dạ, kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư ạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sân Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước, minh quang luôn chờ trời lộ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ con xin phép được đọc phần chánh văn trước khi con thỉnh sư lên giảng bài học. Dạ cảm ơn Như Quang. Bài học hôm nay Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chương 1. Tương Ưng Chư Thiên Phẩm 6, Phẩm Già, Bài 4, La Mã, Cơ Sở. Tương Ưng Chư Thiên, Phẩm Già, Bài Cơ Sở. Vật gì cơ sở người, vật gì bạn tối thượng ở đây. Một tín hiệu, Nhật Quỳnh kính chúc đầu trang một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Thì đến chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và trước khi vào phần giảng giải chia sẻ Phật pháp, xin kính cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm tịnh, hướng về tam bảo làm lễ một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, Namo dhammaya, Namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã gãy bánh xe sinh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo phương lân là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu khẩu ý tân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, kính chúc quý tu nữ và quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh và
đã đọc phần chánh kinh. Cảm ơn cô Như Quang đã bớt bài lên về cái bài học ngày hôm nay. Và chúc hai cô nhiều sức khỏe, an vui. Thì hôm nay chúng ta học cái đoạn thứ tư này. Trong đời sống thì chúng ta thấy cái gì là cái cơ sở của người. Thì Đức Phật giải đáp con là cơ sở người. Rồi ai trong đời sống là bạn tối thượng? Thì vợ là bạn tối thượng. Rồi hữu tình, vì trì mạng là thần mưa trì mạng, y cứ vào địa đại. Thì ở đây cái này nó có những cái ý nghĩa sâu xa. Cái con là cơ sở người. Thì vị thấy trong đời sống đó, thì khi mà già yếu rồi thì chúng ta phải nương tựa vào đâu? Nương tựa vào con cháu. Rồi cái người mà thân cận gần gũi là vợ hoặc là chồng. Rồi quý vị thấy rằng cái đời sống ở trên cái cõi nhân loại này đó, thì cái nước nó hết sức là quan trọng. Mà trong cái nước thì nó có những cái cơn mưa. Chính nhờ có mưa thì cái sông rạch nó mới có đầy đủ nước. Thành ra đó, hồi đó là người ta cho là cái trong đời sống này cái mưa nó rất là quan trọng. Quý vị thấy ở có những cái nơi đó bị hạn hán, không có mưa thì đời sống sẽ không có được an ổn. Khi mà không có mưa đó thì sao? Trồng trọt không có được. Thì dù ngày xưa đâu có máy bơm máy móc đồ như bây giờ. Thành ra đó, hồi đó là cái trồng trọt là nó lệ thuộc vào cái mùa vụ là trời mưa là nhiều. Cho nên là cái hồi đó là cái vấn đề mà mưa là nó rất là quan trọng. Rồi y cứ vào cái gì? Y cứ vào cái địa đại, tức là cái gì nâng đỡ cái đời sống của tất cả chúng sanh ở trên cái quả đất này, thì cái gì là chính là đất. Nhờ có đất đó mà nó nâng đỡ cho chúng sanh có những cái nơi để mà nương trú, để mà sinh sống. Thì quý vị thấy rằng tất cả cây cối nó cũng đều phải nương ở trên đất để mà nó phát triển. Đó, thì người ta cũng vậy. Thí dụ quý vị thấy là người ta sao phải cất nhà, mà chính nhờ cái nền đất nó nâng đỡ để cái nhà nó được vững vàng. Thì đó là cái ý của cái lời giải đáp của Đức Thế Tôn. Nhưng mà ở trong cái lời dạy đó nó còn có những cái ý nghĩa sâu xa đó mà chúng ta cần phải hiểu. Thì trong đời sống hiện tại đó, con ở đây là nó chỉ cái gì? Cái quả vì nhân đã gieo rồi. Bây giờ cái đời sống hiện tại này là chúng ta đang hưởng quả, là chúng ta đang cái gặt hái những cái quả mà mình đã gieo. Thì quý vị thấy con cũng có hai hạng con thì nếu mà những cái người mà có phước
mình đã tạo trữ những cái công đức phước báo thì có hạng con là rất là tốt đẹp, hiếu hạnh, rồi có sự tôn kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ. Đó. Còn nếu mà chúng ta không có gieo những cái chủng tử mà tốt đẹp, chúng ta gieo những cái cá nhân bất thiện thì sao? Bây giờ thì sao? Con ngỗ nghịch, dạy dỗ nó nghe, rồi là nó có cái sự bất hiếu, không phụng dưỡng cha mẹ. Cho nên á, con ở đây nó chính là cái quả trong đời sống hiện tại này. Đó, thành ra đó, người ta nói sao? Nhìn vào con cháu, người ta biết được cái người đó có phước hay là không có phước. Người đó đã tạo những cái chủng tử gì, gieo trồng những cái chủng tử gì từ từ trong quá khứ. Cho nên là chúng ta, nếu mà chúng ta hiểu pháp, chúng ta chỉ cần nhìn qua những cái biểu hiện ở trong một gia đình, một cái gia tộc, thì chúng ta biết được những cái người ở trong cái gia đình đó, trong cái gia tộc đó là có phước hay là không có phước. Vợ thì như trong cái phần trước cũng đã giải thích ha. Vợ thì là cái người bạn mà gần gũi, gần gũi bạn, vợ hoặc chồng trong đời sống của cái người tại gia cư sĩ là cái người mà thân cận, gần gũi, thân thiết nhất. Thì sư đã giải thích rồi, cái đó là cái gì? Nếu mà chúng ta biết thì chúng ta phải trừ bỏ những cái bất thiện để gần gũi, những cái thiện luôn luôn để trong cái tâm của chúng ta luôn luôn khởi lên những cái tâm thiện lành, là tâm tám tâm đại thiện. Rồi thần mưa ở đây là chỉ cho cái gì? Quý vị có thể nhịn ăn một tuần lễ, một tuần lễ quý vị không ăn uống được, nhưng mà nếu mà trong một buổi, trong một buổi khoảng 4 tiếng 5 tiếng đồng hồ mà quý vị mà không uống nước là không thể được. Cho nên đó là cái trong cái tứ đại thì cái nước đối với cái mạng sống con người nó rất là quan trọng. Cho nên đó là ở trong đời sống chúng ta phải luôn luôn kiểm soát cái tam nghiệp của mình trong đời sống hiện tại. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, chúng ta nên tạo những cái nghiệp thiện lành, thì nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái đời sống an ổn trong hiện tại. Nó duy trì được những cái lợi ích, những cái điều kiện tốt đẹp, thì sẽ đem đến một cái đời sống an vui trong hiện tại, và cũng lợi ích tốt đẹp trong những kiếp sống tương lai. Cho nên cái tam nghiệp này đó, nó sẽ duy trì những cái điều tốt đẹp, giống như mưa, nó sẽ làm cho tươi nhuận cây cối, tốt tươi, phát triển được. Thì trong đời sống thì chúng ta phải luôn luôn là kiểm soát cái tam nghiệp của chúng ta. Rồi cái địa đại ở đây là chỉ cho gì? Địa đại ở đây chỉ cho giới. Tất cả các cái thiện pháp đó, nó nhờ có cái giới để mà nâng đỡ. Thì để minh chứng cho cái điều này đó,
Sư xin đọc một cái bài kinh nói về cái sự vi diệu của giới, do ngài Na Tiên đã trả lời với vua Mi Lăng Đà. Kinh Mi Tiên vấn đáp câu số 132. Giới có công năng diệt trừ tất cả mọi khổ đau phiền não của chúng sanh. Rải rác trong kinh chỗ này chỗ kia, Đức Phật thường ví giới như một loại thuốc có thể diệt trừ tất cả mọi loại độc, nhất là độc phiền não. Giới như là một loại thuốc trị bệnh, có công năng đối trị những chứng bệnh, trị liệu tất cả những tâm bệnh phiền não của chúng sanh. Giới ví như một loại nước trong mát có thể rửa sạch mồ hôi, bụi đất, đồ dơ bẩn dính ở nơi thân, tức là bụi bặm do quế nhiễm của phiền não. Giới ví như ngọc mani hay là ngọc như ý có thể làm cho thành tựu tất cả mọi nguyện vọng mong mỏi của chúng sanh. Giới ví như chiếc thuyền lớn có thể vượt qua bốn dòng nước xoáy, tức là sanh, già, bệnh, chết. Giới ví như chiếc xe lớn có khả năng đi qua được bốn con đường hiểm trở cam go, tức là sanh, già, đau, chết. Giới ví như một trận gió lớn có thể thổi tắt tất cả tức khắc ba loại lửa là lửa tham, lửa sân và lửa si. Giới ví như một đám mưa lớn có thể thỏa mãn được cho dân chúng trong mùa hạn hán. Giới ví như bậc thầy thông suốt hiền đức luôn dạy học trò những việc thiện lành, những điều tốt đẹp. Giới ví như một người chỉ đường có đầy đủ lương năng và tâm từ ái, luôn luôn vui vẻ đối với kẻ lạc đường, chỉ cho họ con đường từ bỏ mê lầm về nơi nẻo sáng. Từ bỏ con đường tà chánh đi về cái con đường chân chánh. Thì đó là cái và cảm ơn cô Như Quan, hay quá đó. Thì quý vị thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật trong cái đoạn kinh này để chứng minh rằng tất cả các cái thiện sự thì cái giới nó có cái công năng nó nâng đỡ tất cả các cái thiện sự, cũng như là thanh lọc diệt trừ nhiều đi những cái phiền não. Cho nên là giới nó là một cái điều quan trọng, do đó mà Đức Phật đã nói lấy cái giới định và tuệ, giới làm nền tảng để nâng đỡ các cái thiện pháp, rồi giới nó nâng đỡ cái sự tu tiến để có được cái sự định tĩnh của tâm, rồi nhờ cái định tĩnh này đó mà cái tuệ nó mới phát sanh được. Thì giống như cái đất, chính nhờ đất nó nâng đỡ những cái hạt giống nảy mầm bộ rễ phát triển ở trong đất, rồi sao cái rễ này nó hút những cái chất dinh dưỡng từ trong đất để cái thân cây nó được phát triển. Và nhờ có cái cây nó phát triển được á, là nhờ sự nâng đỡ vững vàng, rồi được nuôi dưỡng bởi những cái dưỡng chất, cho nên là cái nó sẽ cho những cái quả quả lành tốt đẹp ngọt ngào đó. Thì cũng vậy, do đó mà cái giới là nó rất là quan trọng như vậy đó. Thì quý vị thấy qua cái lời dạy của Đức Phật và được ngài Nagasena, ngài Na Tiên đã giải ra cho quý vị thấy được rõ ràng. Cho nên là trong đời sống chúng ta đó thì chúng ta phải hiểu biết. Rồi cái
cái vợ hay hoặc chồng ở đây là chỉ cho các cái pháp thiện à, nhưng mà nó trong cái đời sống chúng ta đó, có đôi lúc đó, chúng ta những cái người mà thân cận, những cái người mà gần gũi chúng ta đó, mà chúng ta không có biết à, thí dụ cái trường hợp mà khi mà chúng ta à, mở mắt chào đời à, chúng ta bắt đầu rời khỏi cái à, cái lòng mẹ, thì sao cái người bạn mà thân thiết à, với chúng ta nhất là cái gì, là cái hơi thở à, hơi thở à, và cái sức khỏe. Nhưng mà đó, những cái người phàm nhân ở sống ở trong thế gian đó, thì có mấy ai mà họ chú tâm vào cái hơi thở, cái sức khỏe của mình à, họ bận rộn à, với những cái pháp ở bên ngoài à, họ lo kiếm tiền à, rồi lo làm lụng cực nhọc để tạo dựng những cái tài sản của thế gian à, họ làm nhưng mà họ không có bao giờ mà quan tâm đến cái hơi thở là cái tài sản của mình à, cho đến khi mà già yếu rồi đó à, lúc đó là họ mới quan tâm đấy. Thì cái người bạn mà gần gũi thân cận với chúng ta nhất là gì, là cái hơi thở. Nhưng mà những nhà bác học à, lo tìm kiếm mà những gì sao ở trên trời à, là hoặc là tìm kiếm những cái vực sâu ở dưới đáy biển, nhưng mà cái hơi thở là cái người mà cái pháp mà nó ở gần bên chúng ta nhất mà mình biết à, chỉ cần trong vòng đó là 4-5 phút mà quý vị mà không thở được là coi như là xong rồi đó à, coi như là chấm dứt cuộc sống à, giả từ gạt trọ. Nhưng mà mình đâu bao giờ mình quan tâm tới cái hơi thở đâu à, rồi cái sức khỏe mình vậy à, mình cứ nghĩ là mình còn khỏe không à, à đó. Cho đến khi mà cái thể này, cái sắc pháp này nó già cỗi rồi nó suy sụp à, lúc đó là chân yếu à, tay rung, mắt mờ rồi lục căn nó tiêu hoại lần lần à, mắt mờ tai điếc à, đó đủ thứ chuyện nó xảy ra. Thì lúc đó mình mới hốt hoảng à, mình mới hốt hoảng mình lo cho cái sức khỏe của mình à, cho nên á là chúng ta phải biết để chúng ta quay về, chúng ta nhìn lại chính mình à, chúng ta quan tâm vào cái hơi thở của mình à, quan tâm đến cái sức khỏe của mình à, đó là về cái phần vật chất. Rồi cái sức khỏe ở đây nó không phải là chỉ cái thân tứ đại này thôi, mà cái sức khỏe ở đây chúng ta phải quan sát về cái sức khỏe về tinh thần nữa à. Cho nên đó là đôi lúc chúng ta mãi đi tầm cầu tìm kiếm bạc tiền à, danh vọng địa vị ở bên ngoài à, mà mình không có tìm hiểu lại những cái gì mà nó gần gũi mình à, thân cận với mình nhất à, mình không có xem xét coi cái sức khỏe của mình nó như thế nào à, mình không có xem xét về cái vấn đề mà cái tinh thần mình như thế nào. À, rồi đến khi mà chúng ta không biết cách thức để mà chữa trị những cái bệnh thân thì nó dễ trị rồi, nhưng mà những cái bệnh về mà tinh thần á, thì rất khó mà trị à, cho nên á quý vị thấy không, bây giờ á là ở những cái nước mà phát triển à, người ta tự tử rất là nhiều. Tại sao? Tại vì người ta không biết cách thức để mà trị cho những cái
cái bệnh về tinh thần, bị trầm cảm, rồi bị căng thẳng, bị stress rồi này cái nọ đó, rồi bị áp lực trong công việc, áp lực của đời sống, phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, rất là nhiều, những người mà thành đạt. Quý vị thấy rằng ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản có những người họ đang thành đạt, chứ không phải là thất bại gì trong đời sống, mà đang ở trên cái đỉnh danh vọng. Nhưng mà sao? Nhưng mà vì áp lực công việc, vì áp lực phải gìn giữ cái danh vọng mà mình đang có, sợ mất thế này thế khác, sợ người ta chê trách, sợ là mất đi cái danh vọng. Tại sao? Không biết cái phương pháp nào để mà thoát ra, cho nên là tìm đến cái chết. Nhưng mà đều có cái, khi mà chúng ta biết cái chết nó chẳng có giải quyết được cái gì hết, mà những cái người mà tự sát, những người tự tử là càng làm cho cái tình trạng, cái đời sống của mình trong những cái kiếp tương lai nó tệ hại hơn nữa. Cho nên là chúng ta may mắn, chúng ta là người Phật tử, chúng ta cũng phải hiểu biết, cái đó. Thì cũng quý vị biết rằng cái chúng ta bị cái áp lực trong đời sống bởi gì? Bởi được lợi, mất lợi, rồi được danh, mất danh, rồi được khen, bị chê, rồi hạnh phúc mà đau khổ. Chính vì tám cái ngọn gió đời này đó mà chúng ta bị sao động khổ đau. Thì hôm qua thì sư cũng có giảng trong cái phần mà về cái phần mà 37 phẩm trợ đạo, thì có cái là chúng ta cũng bị cái tâm của chúng ta đó, cái nội tâm, cái ý chí của mình không có kiên cường, không có vững vàng, cho nên là bị tám cái ngọn gió đời này nó hành hạ, nó tấn công, hay là nói theo mà kiếm hiệp của Kim Dung đó là coi như là bát phong thần trưởng. Rồi bây giờ chính vì những cái người mà họ bị tám ngọn gió đời này nó quật ngã rồi, họ cùng đường, họ không biết cái cách thức để mà giải ra, vượt qua tám cái ngọn gió đời này, cho nên họ tìm đến cái chết. Thành ra đó, chúng ta phải biết có một những cái phương pháp để mà đấu trị. Thì bây giờ bát phong thần trưởng thì phải có gì? Có Như Lai thần trưởng này, đấu trị lại với nó. Mà Như Lai thần trưởng là ở đâu? Mà chính là những cái pháp, những cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta phải hiểu biết để vượt qua những cái phiền não khổ đau này đó. Chính vì chúng ta không hiểu biết, chúng ta chạy theo trần cảnh bên ngoài, rồi được mất hơn thua, mà khi mà được thì chúng ta phấn khởi hoan hỷ, rồi sanh cái tâm cống cao ngã mạn lừng lẫy, tự phụ kiêu căng. Thì đến khi mà mất lợi rơi vào những cái hoàn cảnh cùng cực khốn khó thì sao? Thì chúng ta đau khổ, giống như cái quả lắc đồng hồ đó, mà khi mà nó đánh qua bên này cái biên độ nó cao cỡ bao nhiêu, thì khi mà nó trả qua cái bên phía bên kia đó
cái biên độ nó cũng vậy. Cho nên á, là nhờ chúng ta học pháp, hiểu pháp, rồi sao? Chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu tập để giữ cho chúng cái tâm của mình á, nó không có bị chấn động trước cái lời khen. Trước lời khen mình trước lời khen đó, mình cũng không có quá vui mừng. Thì khi mà cái bị mà người ta chê thì mình cũng không có quá khổ đau. Cho nên là riêng bản thân sư ở nhiều khi á, khi mà sư nghe những cái lời mà tán thán, là sư nói sao phải không, chuẩn bị bữa nay là người ta tán thán mình, chứ ngày mai người ta sẽ chê bai, chê trách. Thành ra mình biết vậy đó. Khi mình thật khen thì mình cũng đừng có vội mừng, mà lúc mà người ta chê thì mình cũng đừng có gì mà bất mãn. Mình biết cái quy luật của cuộc đời nó là như vậy nha. Thành ra đó, khi mà được lợi, sống trong những cái điều kiện hoàn cảnh tốt đẹp đó, thì mình cũng đừng có quá tự phụ kiêu căng. Tôi là giỏi lắm trời ơi, cả gia đình một tay tôi đó. Rồi đến rơi vào cái hoàn cảnh mà bất lợi thì sao, thì khổ đau. Cho nên là mình biết cái này là do cái phước nó đến cái lúc mà cái thiện nó cho quả, thì chúng ta gặp được những cái điều kiện thuận lợi tốt đẹp. Nhưng mà mình cũng coi chừng, tại vì cái gì nó không phải nó rất trường tồn mãi mãi, không? Rồi đến lúc mà những cái điều kiện hoàn cảnh mà khốn khó, thì mình cũng đừng có buồn rầu uất ức khóc than. Mình biết cái khốn khó này chẳng qua là một thời gian thôi, rồi mình cũng sẽ vượt qua được đó. Thành ra khi mà chúng ta giữ vững được cái nội tâm mà quân bình trước cái tám ngọn gió đời, chúng ta có sự an ổn đó. Thành ra cái Như Lai thần trưởng để đối trị là chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta ráng giữ cái nội tâm của mình nó được quân bình trước những cái điều kiện của đời sống. Thì quý vị cũng học Pháp Cú Kinh rồi đó. Ví như tảng đá kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển say. Tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Nếu mà trong đời sống mà chúng ta ráng có sự tu tập để chúng ta có trí tuệ, chánh niệm, tỉnh giác, giữ được cái tâm của mình á, nó an tịnh trước những cái lôi cuốn hay là trước các cái điều kiện của đời sống, thì vậy thôi, thì tâm của chúng ta nó an định tốt đẹp, chúng ta không bị tác động thì sẽ được an ổn đó. Trong kinh, bài kinh, có nhiều bài kinh mà lời Đức Phật dạy, mà tại vì chúng ta học rồi chúng ta không có suy tư, không có xem xét đó. Thì trong cái bài kinh Tam Bảo thì Đức Phật có dạy cái tâm của những cái vị mà thánh hữu học là sao? Giống như cột cừ đã đóng cứng dưới đất,
Dầu gió bốn phương cũng không lay động thế nào. Người hay suy xét thấy các pháp diệu đế, Như Lai gọi người ấy là bậc thiện trí thức, hạng không tham nhiễm các pháp thế gian, ví như cột cừ kia vậy. Đó, thành ra đó, khi mà cái vị mà thánh hữu học là các vị đã cái tâm đã kiên cố vững vàng nè, mặc dù chưa đạt được cái sự giải thoát, nhưng mà cái tâm của những cái vị thánh hữu học á đã diệt trừ được những cái phiền não ở cái dạng thô rồi, cho nên là lúc đó cái tâm nó được kiên cố vững vàng, và cái vị này không bao giờ, không bao giờ mà còn đi theo những cái mê lầm tà kiến nữa đó. Cho nên á, là sở dĩ mà chúng ta trong đời sống chúng ta còn khổ đau, tại vì sao? Mình chưa có đầy đủ những cái trí tuệ, mình chưa có vững vàng, mình còn bị xao động trước trước các cái pháp thế gian, cho nên mình còn đau khổ đó. Thành ra đó, chúng ta phải lấy pháp, những cái hiểu biết, cái trí tuệ để gì, để chúng ta đối trị với cái phiền não. Đó, hồi nãy trong cái đoạn kinh đó, giới nó có công năng để mà đối trị với những cái bất thiện, giống như nước. Nước thì sao, khi mà mình bị cái tay mình bị dính đất dính bùn gì đó thì sao, mình lấy cái nước để mình rửa đó. Thì cái giới để nó thanh lọc, nó gột rửa đi những cái ô nhiễm, cái phiền não ở trong nội tâm. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết với trí tuệ, chúng ta dùng các cái pháp để mà chúng ta đối trị lại, thì chúng ta sẽ có được một cái đời sống an ổn. Thì nhớ cơ sở của đời sống là gì? Là các cái thiện pháp, các cái việc lành. Người bạn mà tối thượng của mình là gì? Tức là những cái tám cái tâm đại thiện. Rồi thần mưa là gì? Thần mưa là các cái pháp thiện lành, hay là chúng ta dùng cái tâm tư để mà đối đãi với nhau. Trong đời sống chúng ta dùng cái tứ vô lượng tâm để đối đãi nhau, đối với nhau bằng tâm tư, tâm bi, hỷ, xả. Thì khi mà chúng ta trong đời sống chúng ta đối đãi nhau đối với tâm tứ vô lượng tâm thì như vậy nó sẽ thật là an ổn. Rồi cái địa đại, cái sự nâng đỡ cho cái đời sống hiện tại này cũng như nhiều kiếp sống tương lai là chúng ta phải là người có giới, rồi phải thực hành thật nhiều những cái thiện pháp. Chính cái giới, chính những cái thiện pháp này đó, nó là cái sự nâng đỡ trong đời sống hiện tại này, và nó sẽ là cái nền tảng, những cái yếu tố tốt đẹp, nó là nhân, là duyên, để tạo những cái điều kiện tốt đẹp cho cái đời sống tương lai. Thì khi mà chúng ta thực hành đầy đủ những cái pháp này đó, thì chúng ta sẽ có được một cái đời sống an ổn trong hiện tại. Thì cái cơ sở đây đó, chúng ta hiểu là gì? Nó giống như là cái căn bản, cái căn bản, cái nền tảng để nó nâng đỡ cho cái đời sống cũng như trong cái sự tu tiến, thực hành giáo pháp của chúng ta. Những điều nào chúng ta hiểu biết với trí tuệ, chúng ta sẽ áp dụng vào trong cái đời sống thì sẽ đem đến một cái đời sống tốt đẹp cho hiện tại và hướng đến an vui và giải thoát trong ngày vị lai.
Thì cũng qua cái lời dạy của Đức Phật ở trong phần chánh kinh thì cũng xin giải thích với quý vị đôi về điều. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể cho nghe, và kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử có được những cái hiểu biết và là dạy Đức Phật để áp dụng vào trong đời sống và tu tập, tạo được nhiều phước báo và hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì cũng xin cung thỉnh sư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ mời đạo tràng. Dạ, sa thú thành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Mặc dù lời pháp rất là ngắn gọn, nhưng mà sư giảng dạy cho chúng con để chúng con hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư. Và con cũng thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh sư dùng tạm tách nước ở tỉnh thất thiện hữu sư nghiện ở trong giây lát và sư. Và con thành kính đảnh lễ đại đức pháp trang cùng chi tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhục bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhục bình kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, cô tu nữ tệ duyên. Và nhục bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và nhục bình kính cảm ơn quý vị đã cho nhục bình biết được tín hiệu. Và mến chào nguyên tịnh và vào đạo tràng. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể chuẩn bị bàn tay để đưa lên trong bài giảng của sư, có điều chi chưa hiểu hoặc là có điều chi thắc mắc thì cứ đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để hỏi. Và nếu có những câu hỏi trong đạo tràng thì khi ngài giải thích thì Nhật Quỳnh cũng học được, nên là rất là cảm ơn những câu hỏi. Và kính mời đạo tràng mời bàn tay quý vị ạ. Nguyên Tịnh ơi, hôm nay Nguyên Tịnh cầm mic được không Nguyên Tịnh? Alo, cầm mic được không? Cho Nhật Bình một tín hiệu coi. Nguyên Tịnh có những câu hỏi rất là hay. Mời Nguyên Tịnh nha. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Tha Giá. Con thành kính Nguyên Tịnh ơi, cầm mic sao không có chặt, rớt mất tiêu cái mic rồi. Nguyên Tịnh có nghe âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo, Nguyên Tịnh có nghe không? Nghe thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Mời Nguyên Tịnh cầm mic trở lại à. Rồi, hiện là đừng nghe có vấn đề rồi. Không nghe luôn rồi. Dạ, lúc nãy Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung có đưa tay phải không Kim Nhung? Dạ, Kim Nhung có cầm mic không? À, phải Kim Nhung đưa tay không? Nếu Kim Nhung đưa tay thì xin mời bàn tay Kim Nhung trở lại. Dạ, mời Kim Nhung. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ chị Nhật Hành, em không có, em chưa có giơ tay ạ, nhưng mà em cũng nghe thôi, em hỏi luôn. Dạ ở ngoài đời á thưa sư, con nghe nói, thường hay nghe nói là
cái câu nói là con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Thì như vậy người Phật tử mình phải hiểu cái câu nói này như thế nào? Trong khi Đức Phật thì dạy đó là con đó là do tài sản của mình, rồi vợ là người bạn thân thiết. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì mỗi cái câu á, thì nó đứng ở trên một cái khía cạnh. Người ta nói con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Thì sao? Quý vị thấy rằng con đó, bây giờ khi mà mình có con thì sao? Mình phải lo cho nó đủ thứ hết. Mà nó muốn cái gì, nó đòi cái gì á, nhiều khi là mình cũng phải bóp bụng mình lo cho nó. Mình chiều nó. Thì sao? Thành ra đó cái rồi con mà mình phải lo cho nó mọi thứ hết. Giống như là chủ nợ. Chủ nợ người ta đến ta đòi thì mình phải trả. Quý vị thấy không? Nó còn nhỏ xíu à. Mà bây giờ là không cho nữa, nó khóc. Nó ngồi nó giãy nảy, nó khóc nó la. Rồi bây giờ sao? Bây giờ thôi mình phải chiều nó chứ sao. Đó. Rồi vợ thì Đức Phật nói cũng có nhiều hạng vợ. Có hạng vợ là lo cho chồng. Nhưng mà có những hạng vợ đó thì cũng là cái tai hại, như là kẻ cướp nè, như là kẻ thù nè. Như là kẻ cướp là sao? Cái người vợ đó không có biết gìn giữ cái tài sản của chồng mà tiêu pha quan phí. Rồi vợ như kẻ thù, nhiều khi á do cái quan trái nhiều đời nhiều kiếp xảy ra cái vấn đề mà vợ giết chồng, hoặc trường hợp mà chồng giết vợ cũng có, quý vị cũng thấy hoài đó. Thành ra đó người ta nói là vì những cái trên cái khía cạnh của cái đời sống. Chứ vợ có khi giống như nợ, phải không? Rồi có khi á đâu phải là con là nợ đâu. Có nhiều khi con á mà nợ cha mẹ thì sao? Con phải lo phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng mà sao? Phụng dưỡng đâu có phải là ấy đâu. Đòi thứ này, đòi thứ khác, đòi thứ nọ, đòi thứ kia, đủ thứ hết. Cho nên á là chúng ta mới thấy rằng sự thật ra trong cái đời sống này, do cái duyên nghiệp, mà cái duyên nghiệp này nó có hai, do cái luyến ái hoặc là cái quan trái mà chúng ta có những cái nghiệp cộng nghiệp tương đồng nhau để gặp nhau, gặp nhau ấy để trả nợ. Có khi con cái trả nợ cho cha mẹ, mà có khi cha mẹ trả nợ cho con cái. Tùy theo cái điều kiện, cái duyên nghiệp của mỗi người đó. Rồi chồng vợ cũng vậy, có khi là chồng trả nợ cho vợ, mà có khi vợ trả nợ cho chồng để trả nghiệp với nhau đó. Cửa nhà là cái nghiệp chướng. Bây giờ nếu mà mình không có nhà thì không sao, không? Nếu mà mình ở nhà trọ, nhà thuê thì không có lo gì hết, kệ nó, chủ ta hư mình báo cho người ta lại người ta sửa. Còn nếu mà cái nhà mà mình nói là cái nhà của tôi
À, nhà của tôi thì tôi phải lo, à phải tu bổ, phải sửa sang, phải phải sơn hết lại. À, nhiều khi cái áo của mình á, à nhiều khi cái áo của mình mà nó không có lạnh á, mình chưa có giá, nhưng mà cái nhà mà nó bị lủng lỗ, nó dột rồi đó, là phải lo kêu người hoặc là leo lên để mà chèn cái chỗ dột đó. Tại vì nếu mà không chèn nó thì sao, nghe nó dột ngay cái giường ngủ của mình, nước nó chảy xuống, trời mưa nước nó chảy xuống thì làm sao ngủ được. Hay là hoặc là ngay cái chỗ đó mà nó bị đóng một lỗ rồi đó, nắng nó dọi vô, à nó dọi vô nó khó chịu, à phải 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 lo tu bổ cho nó. À đó, thành ra đó, rồi vì dính mắc với nhà cửa cho nên á, đi đâu không dám đi. À ví dụ ta rủ đi hành thiền, đi rồi kia đâu đâu bữa đó, có nhà đâu dám bỏ đi rồi bây giờ là kẻ trộm đạo rồi nó vô nó lấy đồ hết rồi sao. À cho nên á, cái cửa nhà, cái tài sản, nó cũng là một cái vật chất, một cái chướng ngại, nó dính mắc, nó ràng buộc, ha, thấy không? Cho nên á, là đứng ở trên cái khía cạnh á, thì người ta nói vậy, nhưng mà nếu mình biết thì mình sẽ có cái pháp để mình đời sống cho nó an vui, thấy không? Đó, quý vị thấy á, Bồ Tát là gì? Là thái tử, à cung vàng điện ngọc, nhà tòa lâu đài rồi thì biết bao nhiêu, à vợ đẹp con xinh, nhưng mà nhờ cái sự tu tập nó đâu có gì là chướng ngại vướng bận đối với ngài đâu. À ngài từ bỏ cái một, à đó, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh gì là ngài từ bỏ hết. À thành ra đó, người ta đau khổ vì sao? Vì dính mắc vô, à dính mắc vô con, à mà khi mà con nó không có hiếu thảo, không phụng dưỡng, mà mình phải lo cho nó không à, thì con là nợ, à vợ là quan gia bị gì á, cái quan trái của nhiều đời, bây giờ gặp người vợ hoặc người chồng á, nó về nó làm khổ mình không à, à mình phải 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 lo cho nó, mà tài sản rồi này kia nọ là nó cung phí, à nó cờ bạc, à rồi á, là này kia nọ nó tiêu tan hết tài sản, à rồi vì dính mắc vô cửa nhà, tài sản tiền bạc, cho nên nó là cái nghiệp trước, à thành ra á, người ta nói chứ tiền nhiều để mà làm gì? Đó, tại vì á, có nhiều khi á, cái tài sản mình nhiều quá mà mình không có biết mình sử dụng nó không có đúng mục đích, à, thì nó đem đến cái tai hại. Đó. Mình có cái phước từ quá khứ, bây giờ mình có tài sản, nhưng mình không sử dụng cái tài sản này đúng mục đích, à, thì nó đem đến tai hại. À, tiền bạc nhiều quá rồi xong bê tha, à trà đình tủ điếm cờ bạc đủ thứ chuyện hết, à nó đem đến cái điều tai hại đó. Chứ còn bây giờ mình biết mình dùng cái tiền bạc, cái tài sản, cái của cải này nè để mình tạo thêm những cái thiện pháp thiện sự, à thì nó đau khổ. À, tài sản nhiều quá, à rồi sao nó sanh ra khổ. Bữa nay có tiền nhiều quá, đi chiếc xe này cũ à, bỏ đổi xe khác, à ở cái nhà này bây giờ mình tiền nhiều rồi, ở cái nhà gì không có xứng, đập bỏ, xây lại cái biệt thự, à đồ này kia nọ, không đó. Rồi hồi đó mình không có địa vị rồi cái nọ, chứ giờ mình có địa vị thì mình phải sống như thế này, phải đi nhà hàng ăn
thấy thế này thế kia, rồi mỗi tuần là phải tổ chức những cái bữa tiệc tùng, cái hoành tráng để mời người này mời người kia, mời bạn bè rồi này kia đó. Thành ra đó, khi mà cái tài sản nó phát sinh thì chúng ta phải biết sử dụng nó để chúng ta tạo những cái thiện pháp, chúng ta đem ra bố thí, rồi giúp đỡ những cái người bần cùng neo đơn, những người ốm, đang ốm đau bệnh tật, chúng ta cúng dường hộ độ cho Tam Bảo rồi chẳng hạn, thì như vậy á, mình sử dụng cái tài sản nó đúng mục đích thì đâu có khổ, không? Bây giờ đó là có tiền nhiều quá, bây giờ là chơi sang, mua xe rồi cả trăm tỷ để chân chơi, không phải một chiếc mà cả chục chiếc vậy đó, để chân chơi, để chứng tỏ mình là dân đại gia, tiêu pha quan phí thế này thì khác, thấy không? Rồi á, tài sản nhiều quá cái bắt đầu á là mạnh chồng chồng xài, mạnh vợ vợ xài, rồi đi đến suy sụp, tiêu tan hết tài sản, lúc đó đó là ngồi than khóc. Cho nên á, khi mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ vượt qua được. Nếu mà mình dạy dỗ con cái mà nó biết lắng nghe, nó đi theo cái con đường chân chánh, con đường đạo đức, nó biết phụng dưỡng mình thì tốt. Còn bây giờ lập gặp cái những đứa con mà nó là cái nợ, bây giờ mình phải lo toan cho nó, rồi là nó ngỗ nghịch hỗn hào, nó bất hiếu, nó không có phụng dưỡng thì thôi, mình lo sống bổn phận rồi đó, bây giờ mình lo cho bản thân mình dính mắc chi cho nó khổ, không? Mình gặp người chồng, người vợ mà tốt đẹp, làm bạn đời để nương tựa, để lo lắng với nhau thì vậy cũng tốt. Còn mà nếu mà gặp cái loại mà nó không có được tốt đẹp thì thôi, mình bỏ, từ bỏ, mình lo cho bản thân mình. Tài sản cũng vậy, mình dính mắc ôm nó làm chi cho nó khổ, mà mình biết xả bỏ thì mình sẽ được an ổn nha. Còn mà mình ngồi đó mình ôm, mình dính mắc, rồi mình buồn rầu, mình khóc than cho thêm đau khổ, mà khổ cho bản thân mình trong cái kiếp hiện tại, rồi sẽ khổ dài dài trong nhiều kiếp tương lai. Cho nên á, chúng ta phải biết cái thế gian thì người ta vì dính mắc vô con cái, mà nếu mà bây giờ dính mắc lo cho nó quá, mà giờ nó không có lo lại, già cả nó bỏ cù bơ cù bất thì than khổ. Rồi lo cho chồng hay lo cho vợ quá sức đi, nhưng mà rồi á tới chừng mà mình cần thì nó không có lo lại, rồi cũng than khổ. Rồi tài sản nhà cửa mà mình cứ ôm đồm dính mắc thì nó trở thành cái chướng ngại, cái nghiệp chướng, nó cản trở cái sự tu tập của mình. Thì biết giờ mình buông bỏ, từ bỏ hết thì mình sẽ được an ổn vậy đó. Thành ra đó, tùy theo cái hiểu biết của mình, mình đối xử với các cái đối tượng nó như thế nào để chúng ta có được một cái đời sống an vui. Thành ra đó, Đức Phật dạy gì? Chúng ta phải tự xây cái hòn đảo để mà nương tựa, không nương tựa vào một cái gì khác, không có nương tựa vào con, không nương tựa vào chồng và vợ, không nương tựa vào tài sản nhà cửa đất đai. Tại vì những cái đó nó là phù du, nó là vật chất của thế gian, mình ra đi mình cũng bỏ lại hết. Bây giờ mình có điều kiện thì mới biết sử dụng những cái phương tiện, những cái tài sản này để tạo những cái phước. Còn nếu mình không biết, mình ôm đồm dính mắc
à, thì nó là cái chướng, chướng ngại, à, nó là cái nghiệp chướng, à, tùy theo thôi. À, thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hồng Thị Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tát. Sa thủ lành thai, con thấy Kim Nhung đã tri ân sư rồi. Dạ, một lần nữa chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân sư đã giảng dạy câu hỏi của Kim Nhung. Và cảm ơn câu hỏi của Kim Nhung. Để con coi cơ Nguyên Tịnh trở vào đạo tràng được chưa. Nguyên Tịnh ơi, có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Bây giờ Nguyên Tịnh có cầm mic được không? Dạ, cảm ơn chị Mata thiền vụ cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Nguyên Tịnh ơi, Nguyên Tịnh có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Bây giờ có cầm mic được không? Nguyên Tịnh. Alo. Dạ, à, bên Nguyên Tịnh. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Tại vì bên Nguyên Tịnh giờ này khuya lắm rồi, nên cầm mic cũng cả một vấn đề, nên phải hỏi có cầm mic được không thì mới dám mời. Chứ không thì mời rồi không lên đó thì cũng khổ, mà lên thì cũng khổ cho Nguyên Tịnh lắm. Chứ Nguyên Tịnh thì có nhiều câu hỏi rất là hay. Dạ, rồi vậy là không nghe được rồi, hoặc là không cầm mic được, không trả lời được, bỏ qua. Chừng nào mà được thì Nhục Quỳnh kính mời bàn tay Nguyên Tịnh nha. Dạ, bây giờ Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời quý vị có thể đưa bàn tay lên, hoặc nếu không tiện thì có thể chết chát lên. Nhục Quỳnh đọc gia sa thú cô tu nữ tự duyên. Dạ, mời cô. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, kính cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, xin hỏi đạo tràng có nghe âm thanh tự nhiên rõ không ạ? Dạ, cảm ơn chị Mita. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị đã cho được tín hiệu. Dạ, cảm ơn ngài. Dạ, thật ra nãy giờ con ngồi trước máy, con nghe ngài giảng về pháp thế gian. Con ngồi con suy tư không biết bao nhiêu mà nói cái pháp thế gian. Con rất là tri ân ngài, và con cũng xin thay mặt đạo tràng để tri ân ngài. Thì pháp thế gian nó là như thế, con thấy nhiều cái cảnh hoàn cảnh rất là đáng thương mà cũng là đáng ghét. Có những trường hợp phải nói là một người con rất là hiếu thảo với cha mẹ, còn ngược lại có những người con rất là bất hiếu. Vừa rồi con cũng có xem một cái clip, đó là một người con mà 26 năm một bà mẹ đó, không ngày nào mà bà mẹ đó bà không nghe cái tiếng chửi của một người con. Và cái người này là ba đời vợ, vợ nào cũng bỏ hết vì không chịu nổi ông ta. Không biết là bà già bà mắc cái nghiệp gì mà bà già là mỗi lần ông đi nhậu về, bà già rất là sợ, rung giống như là một còn thua những cái người mà không tả nổi. Khi mà coi cái clip đó phải nói là vừa bức xúc và vừa khi mà mình nghĩ đến thì mình nói đây là một cái nghiệp quá khứ của bà rất là nặng đối với người con, mà trong khi người con nó là chỉ có một người con trai thôi. Khi bà mang thai cho đến khi chồng mất, bà nuôi ông ta lớn lên nên người, để rồi ổng dằn vặt cái người vợ đầu tiên đó, là tính ra là bà Tanh, cái người vợ đầu tiên của ổng kể rằng đó là 26 năm không có ngày nào mà bà mẹ không chịu đắng cay với ổng.
đến nỗi cất một cái nhà lên. Bà già không được ở trong phòng mà phải nằm ở dưới đất. Đến một ngày đó, ổng đi nhậu về, ổng đánh cho chết luôn, ổng đánh chết. Và bà ta nằm chết ở bên ngoài. Rồi cô vợ lớn có kể là nuôi một con heo nái. Khi mà ông ta giận lên rồi, ông ta ra bút cái thân heo đó và tạt vô người mẹ luôn. Có rất là nhiều trường hợp, còn 2-3 cái trường hợp khác nữa. Rồi ngược lại có một cái trường hợp nữa là hai vợ chồng sanh ra 5 đứa con. Rồi cái hai vợ chồng bỏ hết. Bỏ 5 đứa con đi theo bà ngoại để đi lụm ve chai. Và mỗi lần đi lụm ve chai như vậy á, là bà ngoại phải dẫn theo, dẫn đi. Vì là 5 đứa, một đứa lớn nhất mới có 14 tuổi và đứa nhỏ nhất thì mới có 18 tháng. Bà ngoại không dám để cho mấy đứa cháu ở nhà. Mà bà ngoại năm nay gần 70 tuổi mà thấy đứt ruột đứt gan. Bởi vì sao? Cũng do nghiệp. Bởi vậy mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng. Mà chúng ta ở đây á, thì thật ra thì khi mà ngài giảng từ pháp của Đức Phật và pháp của thế gian nó khác. Khi mà mình hiểu được cái pháp của Đức Phật để lại và cái pháp của thế gian nó rất là xa. Nó cách xa giống như là một cái pháp thiện, đó là ở trên trời, nhưng mà cái ác thì nó ở dưới đất. Nó cách xa nhau, một cái thiện cái ác nó khác hẳn với nhau. Mà khi mình có học pháp thì mình mới hiểu được. Chứ còn mà bình thường mình cứ nghĩ là tại sao những cái người đó phải như vậy. Không có cái gì mà tự nhiên hết á. Cái gì nó cũng phải có cái nhân của nó thì nó mới có cái quả. Trong khi mình nhìn cái người mà bị cái người con đánh như vậy thì người đời họ đa số thì họ nói là đứa con này nó bất hiếu như vậy. Nhưng mà họ đâu có hiểu được trong cái quá khứ giữa bà già với lại người con này nó là như thế nào. Trong quá khứ mình đâu có biết được. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy rất là đau khổ cho bà già. Khi bà già đã nuôi nấng mình lớn lên như thế, phải lo từ miếng ăn giấc ngủ mình mới được nên người như vậy. Ổng đâu có nghĩ như vậy. Thậm chí bà già có 2 bộ đồ, 3 bộ đồ mới mà không dám mặc để bà vợ lớn của, tức là người con dâu, mới nói là mẹ có 2-3 bộ mà cái người vợ thứ hai của ổng, thứ ba của ổng sắm cho ổng, sắm cho bà mẹ để mà bà mẹ mặc, để sau này bà mẹ có qua đời thì bà mẹ cũng có cái bộ đồ mới để mặc. Nhưng mà đến cái ngày mà ổng đánh chết á, bà không có cái bộ đồ mới, là vì bà nhét cái bộ 2 bộ đồ đó ở dưới, nằm ở dưới cái xô gạo, dưới đáy cái xô gạo, bà giấu ở dưới, bà đâu dám mặc đâu. Mà khi bà chết rồi thì không đâu có ai mà biết cái bộ đồ trong đó. Thì khi mà ngày tẩn liệm thì bà vợ đầu tiên bà mới lại dọn dẹp nhà cửa rồi gạo thóc đồ này kia, mới thấy bà mẹ nhét 2 bộ đồ nằm ở dưới xô. Và ai cũng khóc hết. Thì lúc đó thì công an đã bắt cái người con này đi rồi. Có nghĩa là phải. Vì cái người này quá tàn nhẫn đối với người mẹ. Thì pháp thế gian cũng có người để mà trừng trị ổng. Cái này là mình thấy rõ ràng. Cái gì Nhân Tịnh hỏi cái gì á? Nãy giờ không thấy
Nguyên Thịnh thì tự nhiên nghe Nhật Quỳnh mời hoài cho nên là tự nhiên không thấy. Tự nhiên cũng xin chia sẻ về Pháp Thế Gian. Rồi bây giờ Nguyên Tịnh hỏi thì kính mời Nguyên Tịnh hỏi Ngài Pháp Thanh nha. Kính mời Nguyên Tịnh đưa tay lên để tự nhiên xuống mic nha. Rồi tự nhiên xuống mic nha, Nguyên Tịnh hỏi. Bức tha giả, nam mô tham ma giả, nam mô sẵn khà giả. Con thành kính đại lễ cho Tôn Đức Tăng, con thành kính đại lễ Ngài Pháp Thanh, con thành kính đại lễ Ngài Trí Đức, con kính đệ quý bà quý cô tu nữ, con kính đệ cô tu nữ Tề Duyên, con kính chào quý đạo hữu. Hồi nãy mất á, con nói một hơi có một mình con. Xong con thỉnh Ngài thì con quay lại con nhìn thấy thì con còn cầm mic nữa. Thì con mới thoát ra và con đi chở vào lại thì con nghe Ngài đang trả lời câu hỏi của Siết Kim. Dạ bên con thì cũng rất là khuya rồi. Hồi nãy con vào, con đi làm mới về đó, thì con chỉ nghe được một cái đoạn chốt. Về con có một cái câu hỏi đó bạch Ngài làm. Khi mà chưa có gặp đụng chuyện á thì bình thường thì cũng nghe pháp, nhưng mà hình như là cái tâm nó chưa có được thuần thục vào cái sự chánh niệm, về khi chưa gặp chuyện á thì nó luôn suy tư là hãy làm cho mọi người được an vui, cho dù họ có nói gì đó thì mình cũng suy nghĩ, suy tư là mình cũng bố thí cả những cái tư tưởng không có người ta nói như vậy thì mình cũng sẵn sàng chấp nhận bằng cách là mình tha thứ, hoặc là mình tại sao mình cũng của mình cho người ta, để như vậy để đối trị sân ở trong cái nội tâm của mình, không có thể hiện ra ngoài nhưng mà tự trong nội tâm thì biết là có cái sự phản kháng lại, không có chấp nhận nó, cái tâm nó hơi nặng lại là biết ngay đó là cái sự phiền não rồi. Thì ý con thỉnh Ngài là làm thế nào khi mà đụng chuyện á, tâm nó vẫn còn nhớ được cái thiện pháp, mình hay suy tư, cũng suy tư nhưng mà tới lúc gặp chuyện thì sao tự nhiên nó lại quên đi như vậy đó bạch Ngài. Thì phải suy tư lại những cái thiền pháp thì bắt đầu cái tâm nó mới trở về lại bình thường, chứ còn khi mới thì nó lại rụt, nó chưa có giữ được cái bình thường. Thì con kính thỉnh Ngài hướng dẫn, chỉ dẫn thêm để cho con được hiểu rõ đó. Con cũng kính tri ân cô Tự Duyên cho con lên đặt câu hỏi. Dạ con kính thỉnh Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Thì nói chung phạm nhân của chúng ta đó, thì mình đang tập mà. Mình đang tập, mình đang học, mình đang thực hành theo. Cho nên đó là có những lúc đó, cái trí tuệ, cái niệm của mình nó chưa đủ mạnh. Cho nên đó, bình thường thì mình rải tâm từ, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Nhưng mà nhiều khi cái niệm với cái tuệ mình nó còn yếu, cho nên mà khi mà mình nghe một cái là bắt đầu cái
cái sự tu tập, cái tâm từ mình nó bay mất tiêu. À, lúc đó là cái tâm sân nó nổi lên. Cho nên là sư nói là bị mà bắt phong thần trưởng à như vậy đó. À, thành ra đó mình phải luyện. Mình phải luyện cái Như Lai thần trưởng, tức là cái lời dạy của Đức Phật. Thì á nó mình luyện bằng cách nào? Mình luyện bằng cách là thứ nhất là mình quán sát về cái nghiệp. À, hồi đó mình cũng nói làm cho người ta giận hờn, người ta bực bội, nói những lời khó nghe. Bây giờ mình phải trả những cái quả đó. À, và thứ hai á, mình suy xét, à mình suy xét về cái chuyện đó thì à bây giờ thế gian là vậy. À, ta thích mình, thân thích mình thì ta tưng tiêu. Còn hả, mà nếu mà ta bực bội, ta mình làm ta không hài lòng thì ta lớn tiếng, ta thế này thế khác thì vẫn bình thường. À, để chúng ta dùng cái tâm hành xả để mình đấu trị. À, rồi còn nếu mà chúng ta mà có sự tu tập mạnh mẽ đó, thì thứ nhất là mình không có dính mắc với những cái âm thanh mà khó nghe đó. À, mình chỉ niệm mà nghe. À, âm thanh chỉ là âm thanh. À, mình không phân biệt là tiếng khen hay là cái lời cay nghiệt sâu độc gì kể đó. Mình chỉ biết âm thanh là âm thanh, chỉ nghe. À, rồi nếu mà cái tâm mình á nó dao động, à bực bội sân hận ấy, nó khởi lên, thì ngay lúc đó mình nhìn vào cái sự khó chịu, cái tâm dao động, à cái trạng thái tâm nó đang sân hận lên như thế nào, mình nhìn như đó rồi thì tự động nó sẽ diệt mất. À, có người ta nói như khi mà cái tâm mà ai nói gì mà mình tức tối bực bội á thì chạy uống nước uống hồi chắc no bụng luôn á. À, hoặc là có người thì nói là ai mà làm bực bội gì đó, à chạy đi tắm, à tao chắc tắm suốt ngày. Thành ra đó cái pháp mà Đức Phật dạy mình á là gì? Mình thực hành cái pháp hành xả. À, dùng cái sư tư chân chánh để xả bỏ. À, mà cái hành xả này nó cũng là một trong tứ vô lượng tâm. À, từ bi hỷ xả. À, mình xả bỏ hết tất cả những cái điều quan trái. À, thì rồi nó cũng qua. À, hoặc là mình nghĩ à thôi bây giờ bữa nay mình ráng mình nhịn, mình trả được bớt được mối nợ. À, mình trả được mối nợ, à thì bớt đi được một cái điều quan trái. À, rồi hoặc là nếu mà mình cái tu tập cái niệm cái tuệ mình mạnh hơn á thì sao? Mà mình nghe. À, hoặc là mình quay lại, mình đừng có nhìn ra bên ngoài mà mình quay lại, mình nhìn lại trong cái tâm mình. Lúc đó cái trạng thái ở trong tâm mình nó như thế nào, à mình nhìn để mình biết. À, lúc đó nó đang bực bội, à nó tức ngay chỗ nào, nó khó chịu ngay chỗ nào. À, hoặc là nó cái nhiệt não á, có người thì khi mà giận lên á thì trong người nó nóng ran. À, có người thì nó rung. À, có người thì nó tức ngực, à khó chịu. À, mỗi người sẽ cái biểu lộ đó, nó khác nhau. Thì mình biết, mình nhìn ngay chỗ đó tại sao hồi nãy nó không có mà bây giờ á mình bực bội, mình tức lên là nó bị cái chỗ bị như vậy. À, mình chỉ cần quan sát ngay cái chỗ khó chịu, cái chỗ khó đó, hoặc là mình nhìn vào cái trạng thái cái tâm bực bội sân hận khó chịu nó đang sân khởi. À, mình nhìn nó,
thì từ từ đó, rồi nó sẽ diệt. À, vậy thôi, đơn giản. Nhưng mà điều có cái mà đơn giản như vậy, nhưng mà phải tu tập cái nội lực mình đủ mạnh. À, thì đó là mình dùng cái pháp của Đức Phật nha, à, để mình đối trị với cái phiền não, với cái mà trước. À, thì nó phải thực hành từ từ rồi phải tập, à, phải học, rồi phải suy tư, à, suy tư rồi thực hành. À, thì á, khi mà cái pháp nó tới á, à, để nó thử mình, à, rồi á, qua cái đó để mình biết được, à, cái sự tu tập mình nó có tiến bộ hay là chưa tiến bộ. À, không, chứ còn nếu mà không có những cái pháp đó nó thử, thì làm sao mình biết cái sự tu tập của mình nó như thế nào. À, thành ra đó, chính các cái pháp luôn luôn ở trong đời sống á, các pháp nó luôn luôn nó hiện khởi, à, nó xảy đến, hay là mình nói là các cái vấn đề trong đời sống nó luôn luôn nó xảy ra. À, rồi thì khi mình tu tập nè, mình học hỏi nè, là để gì? Để mình có trí tuệ, à, để mình xử sự, à, mình đối trị với các pháp này như thế nào, à, để mình biết được cái sự tu tập mình nó được đến đâu, thấy không? Đó, cho nên đó là mình cứ, à, nếu mà mình thua đó, anh biết là mình còn dở, rồi ráng mình tu tập thêm, học hỏi thêm. À, đó. Nhưng mà mình vượt qua nó rồi mình cũng có chân. À, bữa nay á, mình vượt qua nó chứ chưa chắc ngày mai, ngày mốt, ngày kia đó nó tấn công lại có nhiều khi mạnh hơn. À, nó thử mình mà, giống như cái người mà lên võ đài đó, à, phải có đối thủ để biết là mình có đủ mạnh chưa, cái tài nghệ mình có đủ giỏi chưa. Nhưng mà bữa nay á, mình thắng cái anh này nè, anh này á, ảnh chưa có giỏi, mình thắng ảnh, nhưng mà ngày mai á, mình gặp đối thủ nó giỏi hơn, nó mạnh hơn, à, nó hạ mình đo dáng không chứ. Thành ra đó, chúng ta luôn luôn dùng trí tuệ và chánh niệm tỉnh giác để mà suy xét, à, để chúng ta vượt qua những cái vấn đề xảy ra trong cái đời sống, trong cái sự tu tập hàng ngày của chúng ta. À, thì nhờ chúng ta có sự nỗ lực tu tập nè, à, những cái kinh nghiệm nè, rồi chúng ta học hỏi giáo pháp nè, rồi nhờ chúng ta thực hành giáo pháp, nó có những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết, à, để từ từ chúng ta sẽ xử lý và đối trị với các cái pháp, với các vấn đề trong đời sống cũng như trong sự tu tập một cách khéo léo. À, đó, thành ra đó, mình qua cái đó, để mình biết được cái kinh nghiệm, cái sự tu tập của mình nó đến như nó đạt được cái tiến bộ như thế nào, để mình hiểu biết, để mình sẽ có sự nỗ lực tu tập nhiều hơn, tiến bộ hơn. Chúc cô Nguyên Tịnh nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài. Sa thứ, dạ con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Con nghe Ngài giảng dạy con rất là hoan hỷ, tại vì con không hiểu, con cứ suy tư tại sao còn thiếu ngay cái điểm gì, mà tại sao mà chưa gặp thì mình
vẫn suy tư, mình cảm thấy nó phơi phới. Nhưng mà khi mà gặp chuyện thì lại mất đi không cái chánh niệm đi, không có còn trong cái thiện pháp. Và lúc đó thì cứ lè con cứ thấy đó sân sân đó sân sân bất thiện bất thiện bất thiện, rồi con phải suy tư cái này như vậy không phải, vậy là bất thiện là bất ác pháp. Thì bắt đầu thì nó mới trở về và con mới nói tại sao mà rất là còn yếu kém, mình vẫn để nó lôi cuốn như vậy. Thì khi mà mỗi lần như vậy thì con cảm thấy là trong cái sự tu tập đó, nó vẫn còn rất là yếu kém. Và mỗi lần như vậy thì con nói là hãy cố gắng lên, mình cố gắng, mình đừng có để cho cái tâm mình nó hướng về cái ác pháp. Khi mà gặp như vậy thì phải giữ cái tâm yên lặng lại và suy tư lại, để cho cái tâm trở về cái trạng thái nó đừng có sân hận hay là ở trong cái ác pháp. Bây giờ thì con đã hiểu được đó là do cái niệm lực còn nó còn yếu quá. Và con rất là hoan hỷ ngài giảng dạy rất là tỉ mỉ, là đúng là khi mà vượt qua được cái gì đó thì nó sẽ có những cái khác nó mạnh hơn nữa. Thì những lúc đó mới biết là cái tâm mình nó phải yếu, nó còn yếu, và khi đó bắt đầu cái là cố gắng hơn nữa thì bắt đầu mình mới cảm thấy là cái tâm mình nó đen ở trong nghèo vị trí sẽ cố gắng. Con rất là hoan hỷ, con rất là nhiều, con kính chúc đạo tràng, kính chúc quý ngài mới thật an lành. Dạ con xin xuống bếp và ngài đi ngủ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn câu hỏi của Nguyên Tịnh. Chúc Nguyên Tịnh yên giấc. Dạ, bên Nguyên Tịnh cũng khuya lắm rồi, 1-2 giờ đêm rồi. Ngủ yên giấc đi, đằng sáng con phải đi làm. Dạ, cảm ơn câu hỏi Nguyên Tịnh rất là nhiều. Dạ, con cũng thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã giảng giải câu hỏi Nguyên Tịnh để cho chúng con biết đường tu tập. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin nói một câu. Con nghe Nguyên Tịnh hỏi, rồi con nhớ cái lời lúc nãy ngài nói là bữa nay mình được khen thì có thể ngày mai mình bị chửi, nhưng con thấy con có phước hơn nữa thôi chứ. Con nhất là làm việc trên rung mình, con mà nghe ai nghe hoặc thấy ai mà chát lên khen con một tiếng, bảo đảm tâm con chuẩn bị sẵn sàng để nghe chửi. Ý như rằng nghĩ mà sức, ý như rằng vậy. Nhiều năm qua làm như vậy, nên là con thấy hay gì mình thấy cái lời khen thì mình mừng lắm. Con không sợ rồi, sắp tới rồi, sắp phải trả nghiệp rồi. Dạ, mới đầu thì trả nghiệp, chưa cũng biết rồi. Dạ, sư chưa vào trong này nhiều năm, sư cũng đã từng chứng kiến như vậy rồi. Dạ, thì Nguyên Định cũng vậy, cũng từng chứng kiến Nhục Quỳnh bị như vậy rồi, phải không? Nên là dạ, cái này là thật sự, là thật sự. Nên là mới đầu con buồn lắm chứ. Dạ, mới đầu cũng buồn rồi khóc nữa chứ. Nhưng nghĩ lại nói, ủa, tại sao chắc hồi đời quá khứ á, ai làm thiện pháp á, mình cũng trêu chọc người ta, mình cũng chửi bới người ta, nên giờ này mình trả quả. Và từ chỗ đó làm cho con được cái sự chuẩn bị. Con thấy ai khen con tiếng là rồi xong, chuẩn bị nghe chửi. Và tự nhiên nghe khen thì cũng vui chút xíu thôi, rồi nghe chửi thì cũng buồn buồn chút xíu thôi. Dạ, không có, cũng không có cái gì là quá đáng như mới ban đầu. Dạ, nên con thấy con còn có phước. Dạ, Nam Mô Bụt Tha nhá. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị, mời bàn tay quý vị. Thật luôn á Thanh Hoàng, đại Thanh Hoàng mới vô sau lúc này thì Nhật Quỳnh giống như trả quả cũng bớt bớt rồi đó. Thượng Tọa Pháp Thanh nè. Dạ, vậy hả Hành Kiếm? Thượng Tọa Pháp Thanh nè, rồi Nguyên Tĩnh nè, những vị vào đạo tràng lâu thì
Thấy rõ ràng Nhật Quỳnh bị như vậy. Rồi sa thú, mời mời Giang Nhật Hạ nghe. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Pháp Thanh, Sư Pháp Trang, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa Sư, con có câu hỏi giống như là Sư giảng là cái bài hôm nay á, là con là cơ sở người, vợ là bạn tối thượng. Nhưng thì những cái đó thì giống như là trong Kinh Pháp Cú thì cũng có nhiều khi đề cập tới, nó cũng giống như là những cái ái dục, những cái tan ha đó thì, nhưng mà cũng có những bài kinh đó thì lại giống chẳng hạn như là Kinh Hạnh Phúc thì cũng có những cái đoạn tán thán và những cái điểm đó giống như là hiếu thuận bậc sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện là phúc hành, phúc lành cao thượng, thì có nhiều cái sự nó mâu thuẫn với nhau như vậy đó. Thì con cũng hiểu vợ và con mà nếu mà tới với mình thì cũng có những cái cộng nghiệp và những cái nhân duyên trong quá khứ, thì mình có thể mình không coi đó là những cái chướng duyên, mà mình có thể coi đó là những cái nhân duyên mà để cho mình có thể có cái cơ hội mình tháo gỡ những cái gút mắc ở trong tiền nghiệp, mà để cùng nhau mà chung sống cho nó dung hòa và tiến hóa đó. Thì cái khía cạnh của cư sĩ, sư có thể chỉ dạy cho con những cái pháp nào để có thể mà để chung sống cho được hạnh phúc với vợ và con, và để không có ảnh hưởng cái cuộc sống tu tập. Tại vì giống như sư nói, những cái hơi thở như vậy mà nếu mà vợ và con mà nếu mà mình không có được cái sự hòa thuận thì cũng đâu có thể nào ngồi yên để mà hít vào thở ra được. Dạ, con xin sư giảng cho con thêm một số điểm để con có cơ hội học, và con xin nhường mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trong đời sống á, có trong cái những đoạn kinh thì Đức Phật phải cũng có dạy để chúng ta phải làm tròn cái bổn phận của mình. Ví dụ trong gia đình, mình là bổn phận làm chồng, làm cha. Mình là con thì mình phải có bổn phận đối với cha mẹ, ông bà chẳng hạn. Nó tùy theo. Nó tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Bây giờ nếu mà chúng ta gặp mà những người vợ, người chồng hoặc là con mà nó có duyên, nó có sự lắng nghe, tìm hiểu những cái điều mà tốt đẹp, những cái lời dạy của Đức Phật rồi chẳng hạn, thì mình sẽ dẫn dắt, chia sẻ, mình giải đáp, mình giảng giải để cho cái người đó mà hiểu. Thấy không? Còn nếu mà cái chướng duyên bây giờ nó không chịu nghe, bây giờ mình muốn dẫn con cái rồi đi chùa cho nó quy tâm bảo, học pháp nghe để nó hiểu biết, nhưng mà nó không thích mà mình bắt buộc nó thì sẽ khổ đau. Không đó, thôi bây giờ là mình khuyên nó một vài lần, dẫn dắt nó đôi ba lần, nhưng mà nó không chịu thì thôi. Rồi đối với vợ cũng vậy, chồng cũng vậy. Bây giờ mình cũng lâu lâu mình cũng rủ đi có lễ lọc dân y trai tăng gì đó, mình cũng rủ đi, nhưng mà mình thấy nó không có hoan hỷ, nó không thích, thì thôi
bây giờ cái việc của mình thì mình làm, à mình đừng có o ép ai nhé. À, thì mình đừng bắt buộc ai phải theo mình, à mà mình cũng đừng đi theo người ta. Thành ra đó, cái con đường của mình đã chọn, à, cái công việc của mình thấy là cần thiết mình phải làm, à, thì mình làm. À, còn cái việc của người ta thì người ta làm dễ thôi. À, mình chỉ làm tròn cái bổn phận của mình. À, còn nếu người ta thấy cần giúp đỡ, à, người ta nhận sự giúp đỡ của mình, à, còn nếu mà bây giờ mình muốn giúp đỡ cho người ta mà người ta không nhận thì thôi, mình đừng lăn xăn mình đi lo cho người ta làm chi. À, rồi đó, thành ra bây giờ đó, là mình cũng làm theo lời dạy của Đức Phật, à, mình cũng đưa tay ra để đón chào, để nâng đỡ, để giúp đỡ người khác, nhưng mà họ không chịu, phải không? Thì hồi đó ngài Hòa Thượng Pháp Lạc nghe nói đó, mình bây giờ mình biết đạo, giống như mình đã được lên cái chiếc thuyền rồi, à mình không còn trôi lên đênh giữa cái biển khổ nữa, à, đó mặc dù mình chưa qua được tới cái bờ bên kia, nhưng mà ít ra mình lên được cái chiếc thuyền rồi nó cũng an ổn được phần nào. À, mình muốn đưa tay xuống để mình lôi cuốn, mình giúp đỡ cho những cái thân bằng quyến thuộc mình nó còn trôi nổi lên đên trên cái biển khổ. Nhưng mà sao? Người ta không có thích lên thuyền. Người ta thấy ở dưới biển vậy mà nó vui. À, nó trôi lên đên vô định vậy mà nó vui. Nó thích vậy thì thôi, để cho vậy. Thế sao giờ? Hả? Thành ra đó, Đức Phật dạy để chúng ta thực hành, nhưng chúng ta cũng phải biết là đối với những cái người nào mà chúng ta nên thực hành, mà đối với những người nào thì thôi mình bỏ qua. À, vì thấy trong cái dòng họ Thích Ca cũng vậy, à, đâu phải ai mà Đức Phật cũng khuyên giải hết đâu. Những người nào mà có duyên, họ chịu lắng nghe, họ có sự hướng tâm tầm cầu những cái điều tốt đẹp, à, thì Đức Phật mới nói, à, còn không thôi. À, thành ra ở chùa cũng vậy. À, hồi đó sư thấy mấy chú nhỏ đi bán vé số rồi ở nhà cực khổ, còn kia nọ đó nó đi học còn kia nọ khổ lắm, à, ở những cái vùng sâu vùng xa đó thấy gì mà tội nghiệp. À, cái bắt đầu nói thôi bây giờ con về xin với ba má đi, à, con vô chùa, à, giờ không có vô chùa, con chỉ ra phụ công việc rồi quét sân rồi này kia nọ thôi, à, rồi mấy sư xin cho đi học này kia nọ. À, mình thấy nó mình tội nghiệp, mình thương. À, tới chừng vô chùa đó thì nó sống phóng khoáng theo cái xã hội bên ngoài á, nó còn nhỏ nhưng mà nó đã đi bán vé số rồi, nó va chạm rồi, nó thục bi da rồi, nó đánh bài đủ thứ hết. À, bây giờ vô chùa bó buộc trong cái khuôn khổ của chùa thì nó đâu có chịu nổi. À, bắt đầu nó quậy lung tung hết. À, xin cho nó đi học thì nó vô cổng nó khóa, cô giáo mới vô. Rồi ở chùa thì nó không có nghe lời, à nó quậy nó phá tùm lum hết, à nó trèo dừa, nó bẻ dừa, nó rủ hàng xóm vô, mấy đứa nhỏ hàng xóm á, vô chùa trưa không ngủ, à trèo dừa bẻ dừa uống, à phá, rồi biết không, à nó lén nó lấy dây điện á, cắm vô ổ điện, nó đi xuống ở chùa có mấy mương ấy, nó xuống nó rà cá. À, rồi sao bây giờ thì thôi, vậy phải cho nó về nhà thôi chứ làm sao mà tế độ nó được. À, rồi có cái chú nhỏ kìa ở nhà rất là khổ, cả nhà nghèo quá rồi, cả nhà đi xuống dưới sông cứ cào hến bắt ốc đắng rồi đó để đi bán. À, mình thấy nó tội nghiệp, nó tay chân nó lỡ hết trơn á, cái mình nói thôi giờ
con về xin ba má đi vô ở chùa, rồi mấy sư ấy cho đi học. Cái nó ở chùa chiều bữa nào nó cũng khóc hết. À, hỏi sao vậy? Giờ con nhớ nhớ nhà quá, cho con đi về chứ giờ con không ở chùa nữa. À, thấy không? Có những chúng sanh mình tạo điều kiện nhưng mà bây giờ nó không có, nó không có phước, nó không có cái ý ham thích ở chùa. Nó thích ở nhà, mặc dù ở nhà cực khổ đó, đói lên đói xuống, không có cơm ăn, à, hằng ngày lặn thụp ở dưới sông á, nhưng mà nó thấy cái đó là cái niềm vui. À, nó thích thích thú trong cái đó đó. Còn bây giờ ở chùa nó là cái nó khổ. À, ở chùa nó không có được lặn thụp, không có vui đồ này kia nọ, không có giỡn hết rồi với bạn bè, không có anh em đồ này kia nọ. À, thành ra là thôi cho nó về. À, thành ra đó, mặc dù là trong kinh Đức Phật dạy, à, nhưng mà cũng tùy duyên, à, tùy những cái chúng sanh nào họ có nhân duyên, họ biết hướng tâm, họ biết lắng nghe, à, họ muốn học hỏi thì mình hướng dẫn, mình chia sẻ. À, còn mà đối với những người mà họ không thích thì thôi, à, mình đừng có níu kéo, mình bắt buộc rồi nó đâm ra đó, nó trong gia đình nó không có an ổn. À, thành ra đó, nếu mình biết đem cái hạnh phúc để giúp đỡ cho mọi người, mình chia sẻ cái hạnh phúc, nhưng mà điều có cái họ không thấy cái đó là hạnh phúc thì thôi, mình giữ cái hạnh phúc cho mình, chứ mà đừng bắt buộc người ta. À, mình bắt buộc người ta phải theo mình á, rồi bắt đầu nó đâm ra nó nhiều vấn đề xảy ra, à, tùm lum hết đó, nó rất là khó. À, thì thôi, à, chúng ta phải với trí tuệ biết những người nào thì mình nên, à, dẫn dắt, hướng dẫn, giúp đỡ. Còn đối với những người nào thì thôi, mình nên buông bỏ, à, để cho người ta đi theo cái nghiệp của ta. À, ta đi với nghiệp của ta. À, nghiệp của mình thì mình đi, mình đừng có rủ ràng lôi cuốn người ta theo, nó không chịu thôi, kệ nó. À, đó, đó, thành ra bởi vì mới nói thật sự ra đó, mình gặp nhau, mình nương gá nhau, à, trên cái tục đế, cái chế định của thế gian đó, là chồng, là vợ, là cha, là con, nhưng mà mỗi người nó còn có cái một cái nghiệp riêng nữa. Thành ra thôi, mình chấp nhận duyên nghiệp của mỗi người. À, mình đi với nghiệp của mình thôi, mình đừng lôi cuốn, mình bắt buộc người ta đi theo mình, người ta không chịu thì thôi. À, dạ, chúc chú quan nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai, con thấy Quỳnh Giang Nhật Hà đã tri ân sư và con cũng thành kính tri ân sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn câu hỏi của Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, mời Kim Nhung. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị. Dạ, thưa sư, với cái câu mà hỏi của chị Nhật Huỳnh đó thì chị Nhật Huỳnh nói là chị luôn luôn phòng hộ, với tức là luôn luôn sẵn sàng với lời chê, sau đó thì sẽ có lời khen, rồi sau đó sẽ có những cái sự chê bai. Thì con xét thấy bản thân con cũng như vậy, tức là cái luôn mình phải luôn luôn ở cái trong cái tâm trạng là mình phòng hộ với những cái nghịch cảnh bên ngoài. Thì con có suy tư là như vậy á, thì cái tâm mình á, nó có cứng ngắc quá không, như vậy thì nó có tốt không? Vì nếu mà cái tâm mình mà lúc nào cũng phòng hộ trước những cái lời khen, lời tiếng chê thì nó không có được mềm mỏng, mình không có trải lòng để tiếp thu những điều hay lẽ phải, vì cũng có khi họ khen đúng và cũng có khi họ góp ý, tức là họ chê bai đúng. Thì như vậy những lúc đó mình phải làm sao?
Không lẽ lúc nào mình cũng im lặng mình chấp nhận, thì cũng có lúc mình họ khen mình đúng, cũng có lúc họ chê mình đúng nữa. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Thì ở đời Đức Phật nói dạy chúng ta làm sao? Mình á, trong một cái câu hồi đó sư lúc mà mới vừa ấy, sư có đọc cái cuốn Pháp Trích Lục của ông Quỳnh Nhân Niệm á, thì có một cái câu rất là hay. À, Đức Phật nói á, trong cái đời sống, trong cái sự tu tập của mình á, giống như là con voi mà nó sai trận vậy. À, luôn luôn nó mặn tím, dù cho xung quanh nó là giáo mát, là cung tên rồi kia bắn vô trong mình á, nhưng mà nó cũng không có hề hấn vậy, nó cứ mặn tím. Thì chúng ta giống như là cái người lính mà ra trận vậy đó, mình phải chuẩn bị. À, mình phải chuẩn bị cái gì? Cái người lính thì người ta phải có cái khiên để mà người ta che đỡ cái giáo mát của cái tên đồ của cái quân địch. À, thì mình á thì cũng vậy. Cái sự phòng hộ của mình là gì? Là chánh niệm, tỉnh giác. Rồi gì? Cái tâm từ. À, thì mình sẽ dùng cái chánh niệm tỉnh giác, cái tâm từ là cái khiên, cái mộc để mà mình chống đỡ với những cái sự tấn công của phiền não bên ngoài. À, rồi trong cái lời khen tiếng chê á, thì có những lúc người ta nói nó cũng thật tình, người ta nói nó đúng chứ không phải không, mà thấy không? À, người ta chê, có những lúc mà mình có những cái khuyết điểm, à, người ta góp ý, ta sửa chữa thì nó cũng đúng. À, thì cái nào á mà người ta nói đúng thì mình phải lắng nghe. À, mình lắng nghe, à, mình suy xét, mình thấy à mình đúng, cái lỗi đó là mình có để mình sửa chữa. À, còn nếu mà người ta nói với cái tâm mà ganh tị, chê trách thế này thế kia, mình xét thấy những cái lỗi đó đó mình không có thì thôi, mình bỏ qua. À, cho nên á, mình dùng cái mình sự có cái sự chuẩn bị giống như người lính nha, luôn luôn phải cầm cái khiên mình đi ra trận mà, để mình đối địch với quân thù. Thì quân thù mình ở đây là gì? Là những cái tiếng chê, những cái bất lợi, những cái chướng nghiệp. À, thì mình dùng cái tâm từ của mình, cái trí tuệ của mình để mình vượt qua nó. À, mà quý vị biết không, có nhiều khi mình chuẩn bị rồi thì cái sự việc nó xảy ra y vậy. À, cái mình thấy mình thật cười. Mình cười. À, người ta mắng nhiếc và la mình, à, mà mình không giận mà mình còn cười, rồi nó quay lại nó chửi mình, nói mày mà mình còn cười nữa. Thành ra đó là thối thối kệ. À, à, mình làm thinh, mình lắng nghe, à, cũng được, mà mình cười á, nó cũng không được nữa. À, không? Rồi có những lúc á mình kham nhẫn, mình chịu đựng, mà sao mình càng kham nhẫn, mình càng chịu đựng, nó càng làm dữ, à, nó càng tấn công dữ dội nữa. Rồi có mình có khi mình cũng phản kháng lại. À, thì mình hả vừa phản kháng lại cái tu hành gì à, vậy kia nọ đủ thứ chuyện. À, thì thôi kể cái chuyện đó, chuyện ở đời nó là vậy. À,
họ tấn công mình đủ thứ phía hết, họ bao vây mình đủ phía hết, mà mình cũng còn phàm nhân. Có những lúc là mình cũng cái sức nhẫn nại chịu đựng mình nó cũng có hạn chứ, phải không? Mình đâu phải là thánh nhân. Nhưng mà mình có cái lời lẽ phản kháng này hay là cái gì đó, là bắt đầu là nó đem cái đó, nó đi nó rêu rao bốn phương tám hướng luôn. Thì thôi kệ nó, mình cũng chẳng cần biện bạc phân bua gì hết. Thành ra đó, cái gì sự thật nó sẽ là sự thật. Chân lý dù cho có bị che án, bị bôi cho rác trấu gì đó, chân lý nó cũng là chân lý. Còn cái sự ngụy tạo, pháp giả dối, thì dù cho có tô son rác hồng như thế nào đó, rồi cái phi chân, cái ngụy tạo nó cũng là lòi ra. Thành ra đó, tại bây giờ có đôi lúc mình phải giả điếc giả câm, nhưng mà có đôi lúc thì mình cũng phải mở lời, mình cũng phải nói, mình cũng phải nghe, thì tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh. Có những lúc mình xét thấy cần phải nói thì mình nói, còn có những lúc mà phải giả điếc giả đuôi, thì mình giả cho nó qua, không? Thành ra đó, trong đời sống có đôi lúc mình cũng phải nói, mà nhưng có lúc mình cũng phải giả khờ giả dại đó, để mà cho nó đời sống được an vui. Chứ không phải lúc nào mình cũng nói, lúc nào mình cũng là người có trí tuệ hết là không được. Cho nên đôi khi phải biết dạy khờ, để đời thanh thản, để lòng bình an. Đó, vậy đó, chứ không phải lúc nào mình cũng nói, lúc nào mình cũng phân bua biện bạch, mình thấy không có lợi ích gì hết, thôi kệ. Nó muốn nói gì nó nói đi, kệ. Vậy đó. Nhưng mà có những lúc mình cũng nói, mình nói với những người có trí tuệ, biết lắng nghe. Chứ còn mà đối với những cái người mà nói ngang, thành ra câu tục ngữ là nói sao, nó mà nói ngang rồi ba làng nói không lợi, mình nói với nó mệt. Thành ra có một ông quan đó, bữa đó ổng cái hai cái người này lợi kiện cáo ổng. Cái ông này á, ổng nói ba với ba là bảy, ông này mới cãi ba với ba sao là bảy được, ba với ba là sáu. Hai người không ai chịu ai hết, mới đem lại ông quan cho ông quan phân xử. Cái ông này, thằng cái cha này mới nói là ba với ba là bảy, mà nó không chịu, nó nói ba với ba là sáu. Cái ông quan ông mới đè cái ông ấy mà nói là ba với ba là sáu, ông quất cho ông mấy hào. Cái ông thả hai người về, cái ông này ông bị quất cho mấy hào, ông tức quá ông cãi lại với ông quan. Ông nói chứ tôi nói ba với ba là sáu là đúng, mà tại sao mà quan quánh tôi? Nói tao quánh mày cái tội á, mày biết là mày là cái người có trí, mà mày đi cãi với cái thằng ngu làm gì, thấy không? Nó ngu rồi mà mày đi cãi với nó có lợi ích gì đâu. Thành ra tao quánh mày cái tội á, là cái tội biết, nhưng mà mày đi cãi với thằng ngu, thành ra tao quánh mày cái tội đó. Đó, cho nên á, với những cái người mà những cái kẻ mà ngu nhân thì thôi, mình chịu thua nó là chắc ăn nhất. Mình đừng có cãi phân bua biện bạch rồi giải thích đồ với nó lòng vòng mệt lắm. Thành ra thôi, lúc đó mình giả điếc giả đuôi thôi, chắc ăn nó nói gì nó làm gì làm, kệ là xong. Thành ra đó,
Đức Phật nói mình cũng tùy lúc mình nói, à, nói đúng thời, nói hợp với đối tượng, à, nói đúng chỗ, à, nói đem đến cái lợi ích cho người, à, nhưng mà đó, có những lúc mình cũng phải im lặng. Thấy không? Quý vị thấy có những cái đối tượng mà họ đợi hỏi, họ hỏi với cái tính cách là hơn thua, hỏi với tính cách là muốn gài bẫy, à, thế này thế khác, à, cho nên Đức Phật im lặng không trả lời. À, thành ra mình cũng học theo Đức Phật, à, có những lúc với những người thì mình cũng sẵn sàng, à, lắng nghe, à, để rồi mình chia sẻ, à, à, cũng lắng nghe để sửa đổi nếu mình có lỗi lầm. Nhưng mà có những lúc mình nên bỏ qua, à, nghe chỉ là nghe, à, à, vậy đó. Cũng có lúc phải giả đu giả điếc, à, cũng có lúc thì mình cũng phải, à, à, nói, à, cho nó hợp thời, nói, à, với tâm từ, nói với cái tâm, à, muốn giúp đỡ cho mọi người an vui, à, thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, những lời giải thích của sư, dạ con rất là thấm ạ. Dạ, thưa sư, nhưng mà tại vì cũng hết giờ rồi, nhưng mà con cũng sẵn cái đề tài này, con cũng hỏi luôn nó thưa sư, là đó là người ta chê mình. Còn như mà một khi người ta khen mình nữa, mà người ta khen đúng, ví dụ như là con hay khen chị Nhật Huỳnh, là chị Nhật Huỳnh làm MC rất là tận tâm, chị rất là khéo léo, rồi chị rất là linh hoạt trong mọi cái tình huống, cái đó là con khen chị thật tình. Thì những cái lúc mà người ta khen mình thật tình thì mình phải làm sao cho đúng pháp và thưa sư. Dạ con kính thỉnh sư ra giúp con ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. À, thì có những lúc người ta khen ngợi mình cũng đúng, nhưng mà điều cái là mình đừng có sanh cái tâm cống cao ngã mạn, à, thành ra đó, ai mà khen sư á thì sư nói sao không, thôi khen vừa vừa thôi, đừng khen quá. Hỏi sao vậy sư, khen hồi nó bể cái lỗ mũi. Thành ra thì mình cũng biết chấp nhận, à, mình cũng có được những cái hay đó, cái tốt đó, nhưng mà sao cái hay cái tốt của mình á, vậy chứ nó chưa có hoàn thiện đâu, à, thành ra mình phải còn phải khiêm tốn lắng nghe để mà mình học hỏi, để mà mình làm cho nó được tốt đẹp hơn, à, thì đến đây thời gian cũng vừa phải lẽ, à, với cái phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, và kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, à, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, à, bệnh tật khổ đau sớm tiêu tan, à, cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Và bây giờ mời cô Nhật Quỳnh sám hối rồi xin chúc để kết thúc buổi sinh hoạt. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ sư trả lời câu chót của Kim Nhung, con rất là hoan hỷ, là đúng như vậy đó. Mình đồng ý là cũng có tốt một chút á, nhưng mà nói mà tốt quá là chưa có tốt quá được. Mình rất còn nhiều, con cảm nhận mình còn rất là nhiều cái khuyết điểm. Con nguyện nhà trí đức rầy hoài mà, thành ra phải có chuẩn bị tinh thần. Khen thì rất là cảm ơn, nhưng mà cũng phải chuẩn bị tinh thần, chứ không thể thả nổi mình được. Dạ, con tri ân sư, giống như sư hiểu được cái ý của con để trả lời cho Kim Nhung. Con tri ân sư rất là nhiều. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Bụt tam ăn ghê na văn đề hăng ba đập hăng sung và ruột tam ăn bụt tại dơ khali tổ đô sơ bụt thơ khamma tu tăng ma măng
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamangê na quanh đê hăng thầm manh chá đức quý thăng hòa răng thầm mê vô khá đi tô đổ sâu thầm mô khám mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Ca tội mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Ua tầm mạng ghê nào quảnh đê hăng sẵn khanh chạy được quy thốt tầm mạng sẵn khê dơ khả đi tô đô sơ sẵn khô khảm mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá, và xin thay mặt kiêu tăng tụng kinh phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Phật tu sắp ba mang ga lăng rắc khăn du sắp ba đê quá ta sắp ba bù tha nu pha quê nên sơ đa sô thi Phật quanh tu đê Phật tu sắp ba mang ga lăng rắc khăn du sắp ba đê quá ta sắp ba tham ma nu pha quê nên sơ đa sô thi Phật quanh tu đê Phật tu sắp ba mang ga lăng rắc khăn du sắp ba đê quá ta sắp ba sang ca nu pha quê nên sơ đa sô thi Phật quanh tu đê. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thụ xã thụ lành thai. Nhà con xin sám hối đạo tràng. Văn kinh chi cô sa la cảm măng cát tập bản kỳ đi văn mà cả dê na quả cha manasa thì đã sẽ su ga tăng cả tăng dê sa ta san nhị nô a thì dễ cho sa ta a san nhị nô ca tăng bồn nhập hà lăng mày hằng sáp bê pha di pha quan tu tế dê tăng ca tăng su quý đi tăng định năng bồn nhập hà lăng mai gia dễ cho ta thana cha nan thì để qua gần to này dễ đại dâm sáp bê đồ cầm hi dê sa ta chê quan ta ha ra hệ tu ca mà muôn năng phô cha năng sắp bê nắp khoản tu mầm a chê ta sa ti hứa căn con đã tạo thành do thân khẩu y tu hành diệu nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô thường được mà hưởng an hứa con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiện chúng đến hầu mạch nhai có người làm phước được xài đại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân hòa phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với chuyên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ.